ta biết rằng là gia tăng quỹ đất du lịch thì Nam Phú Quốc không ngừng thu hút đầu tư. Theo cái bản quy hoạch chung Phú Quốc mới được điều chỉnh cục bộ dồn lực cho phía Nam đảo, các chuyên gia và nhà đầu tư đều nhận định đây là cơ hội chắp cánh cho thị trường bất động sản khu vực. Ngoài xuống tiền thì tự tin đây là cái thời điểm cộng gộp thuận lợi cho quyết định đầu tư. Và anh chị cũng nhìn thấy rằng là chúng ta có những quỹ đất mà pháp lý sở hữu lâu dài mà sát biển như khu đô thị An Thới này tại Nam, tại Phú Quốc thì cực kỳ là hiếm hoi. Chúng ta có 6,54% quỹ đất tổng hơn 200 dự án tại Phú Quốc được sở hữu lâu dài, một cái con số mà khá là khiêm tốn. Và ông Nguyễn Thế Duy, chủ sở hữu một resort ở Phú Quốc, đã xuống tiền đầu tư 16 căn shophouse Melodia tại Bãi Kem Nam Phú Quốc để mở rộng hệ thống kinh doanh chuỗi khách sạn. Là nhà đầu tư chuyên nghiệp và đã gắn bó với Phú Quốc gần 20 năm, thì ông Duy luôn tự tin với quyết định lần này khi nhìn rõ tất cả những điều kiện cần và đủ cho công thức thành công. Ngoài shophouse Bãi Kem với cái giá bán từ khoảng 12 cho đến khoảng 15 tỷ đồng một căn, thì nhà phố đô thị đảo Sun Grand City New An Thới có một cái mà sẽ vượt trội hơn ở Bãi Kem, đó là pháp lý sở hữu lâu dài. Shophouse Bãi Kem thì anh chị cũng biết là sẽ sở hữu có thời hạn là 70 năm. Và hết hạn thì thế nào? Hết hạn thì chúng ta sẽ nộp thuế đất và xin gia hạn. Theo đánh giá của một cái nhà đầu tư sành sỏi như ông Duy, Nam Phú Quốc đã lột xác ngoạn mục chỉ sau 5 năm nhờ cái hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng giải trí đẳng cấp quốc tế. Và Nam đảo đang có những lợi thế vượt trội để phát triển du lịch dịch vụ. Khu này đang rất cần cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hạ tầng hoàn thiện, giao thông thuận tiện để biến nơi đây thành cái đô thị trung tâm, là phường thay vì là cái phường Dương Đông, và hơn nhiều so với phía Bắc đảo. Cái thuận lợi khác là cộng đồng cư dân tập trung tại phường An Thới cung cấp cái nguồn nhân lực tại chỗ cho các công trình, dự án du lịch và dịch vụ du lịch. Đây là những cái điểm mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp đầu tư, như là doanh nghiệp của ông Duy, một trong những nhà đầu tư đã sở hữu đến 16 căn shophouse Melodia Bãi Kem. Và cập nhật tới anh chị tiến độ mới nhất vào tháng 7 của khu đô thị Sun Grand City New An Thới, thì chủ đầu tư đang tất bật để hoàn thiện những cái khu, những cái đường ống quan trọng của những cái cụm kênh, cụm sông tại dự án. Ngoài ra thì chủ đầu tư đang hoàn thiện bãi đậu xe tại công viên Pino và hoàn thiện tất cả các tuyến đường nội khu của An Thới, như trên màn hình anh chị đang nhìn thấy mới nhất là tuyến đường khu R1 cũng đã hoàn thiện, mới đổ nhựa màu đen xám. Hoàn thiện cảnh quan trồng cây xanh của các cái trục F5, F6, các cái trục R1 quanh khu vực y tế và khu vực giáo dục. Ngoài ra thì khu đô thị An Thới cũng đang hoàn thiện tất cả những cái yếu tố khác để bàn giao đến khách hàng. Và thị trường chuyển nhượng tại Sun Grand City New An Thới thì đã có những nhà đầu tư bán ra, đâu đó chiếm khoảng 5% tổng lượng số căn của toàn bộ dự án đang bán ra, với giá bán so với đợt đầu là sẽ chênh đâu đó khoảng 1 tỷ, sẽ bao gồm chi phí chuyển nhượng và phí sang tên đổi chủ cho anh chị. Phí chuyển nhượng thì chúng ta sẽ có nộp thuế 2%, phí công chứng, phí môi giới, các cái phí lặt vặt khác thì nó sẽ chiếm đâu đó tối thiểu sẽ khoảng 3 đến khoảng 3,5% giá trị của căn nhà. Ví dụ một căn nhà phố trị giá 10 tỷ thì chúng ta sẽ nộp thuế là 200 triệu, phí chuyển nhượng, phí môi giới khoảng 200 triệu nữa, là chúng ta sẽ mất khoảng 400 triệu cho một căn có giá bán 10 tỷ. Và hiện tại chỉ có một loại hình duy nhất mà chủ đầu tư đang mở bán và anh chị cũng ký trực tiếp với chủ đầu tư, đó là các căn nhà phố Gateway, các căn mã GT chẵn. Chủ đầu tư đang mở bán giá bán từ 17 tỷ cho đến khoảng 25 tỷ, sở hữu mặt đường quốc lộ, mặt đường 60m kết nối từ An Thới lên đến sân bay, lên đến Dương Đông và phía Bắc đảo. Ở trên màn hình thì anh chị cũng nhìn thấy là vị trí của các cái căn nhà phố Gateway
tại trục đường cao tốc An Thới - Cửa Lấp. Đây là trục đường lớn nhất của dự án và giai đoạn 1 của dãy GT chẵn cũng đã hoàn thiện. Còn giai đoạn 2 ở chỗ Bùm Cây này thì chủ đầu tư họ đang giải phóng mặt bằng và tiến hành thi công nốt. GT chẵn chúng ta có 82 căn nhà phố, mặt tiền là 6m, diện tích lô đất là 120m2, tức là 6 x 20, và nằm trên cái mặt đường 60m lớn nhất tại Phú Quốc. Mấu chốt hơn cả thì cái thời điểm này, khi mà cả thế giới đã trải qua 2 năm khó khăn vì đại dịch Covid, thị trường có thời gian lắng xuống để chuẩn bị cho các cái cú bứt phá sắp tới. Và đây chính là cơ hội để những cái nhà đầu tư thứ cấp bởi những cái sản phẩm ưu việt như tại Nam Đảo, vừa quý hiếm vừa số lượng giới hạn. Trong điều kiện bình thường người ta đã mua hết rồi thì trong không còn để dành cho những nhà đầu tư thứ cấp nữa, thì đây là chính là cơ hội để dành cho anh chị, cũng nhờ ơn một phần là nhờ vào thị trường bất động sản nói chung, cũng như là một phần là bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, nên một số nhà đầu tư người ta đã mua giai đoạn 1, bây giờ họ đang bán ra với giá bán cực kỳ tốt để thu vốn về, nên là cơ hội để những nhà đầu tư thứ cấp có thể sở hữu được một trong những cái bất động sản ven biển. Nếu về tầm nhìn 10 năm tới thì đây là một những vị trí đáng sở hữu nhất, nằm tại trung tâm trái tim của Nam Đảo Ngọc Phú Quốc, cũng như là nằm trên những con đường huyết mạch kết nối toàn bộ Nam Đảo đến với các khu vực khác, và nằm trong hệ sinh thái được đầu tư bài bản chỉn chu của tập đoàn Sun Group, với vị trí sát biển, vị trí có những căn nhà để anh chị có thể view được biển rất là hiếm có. Và sau này khi mà thị trường đã thành hình, Phú Quốc đã phát triển, câu chuyện 2025 chúng ta sẽ nhắc lại về những câu chuyện chúng ta đang nói về 2021, là một giai đoạn 5 năm tiếp theo, và cơ hội để anh chị đầu tư những căn nhà phố với giá trị từ 8 cho đến 12 tỷ đồng tại thị trường thứ cấp, thị trường chuyển nhượng lại của bất động sản khu đô thị Sun Grand City New An Thới. Anh chị vui lòng liên hệ Lâm Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị ở trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.